Ok, xin chào mọi người và cũng xin chào các bạn đã quay trở lại đến kênh YouTube của mình. Và ở video ngày hôm nay thì mình có dự tính một chuyến đi lên chợ Dốc Tam Đa và Hoa Thám. Để ngoài cái việc mà đây chính là những cái mùa chim non ra, mình xem là ở trên đấy thì có những loài chim gì là chủ yếu. Và mình đang tính là sẽ tìm một em chè lửa trống cho em Mái này mọi người ạ. Em Mái này, thực chất thì em trống hôm vừa rồi ấy, thì nó đã gặp một trận mưa lớn và nó bị không bay được lên trên. Mặc dù là ở trong này thì mình cũng đã bố trí khá nhiều các cái cành cây ở dưới thấp rồi. Đấy, cành cây dưới thấp mình đã bố trí rồi, nhưng mà nó vẫn không có thể bay lên được. Vậy nên là để đảm bảo an toàn thì mình đã nhốt em nó ở một chiếc AV khác để đảm bảo an toàn hơn. Thì đối với cả em lửa Mái này thì nó bọn em rất là thuần rồi. Đây cho mọi người xem nhá. Mình sẽ thả nó ra để cho nó chơi một chút. Đây là một em rất là ngoan và hiền, ngoài ra thuần nữa. Mình sẽ cho em nó ra ngoài bằng cách đó chính là dụ mồi. Đấy, con này nó ra ngoài nó chơi cùng với gà luôn. Mọi người thấy có ok không? Em Mái này thì là một em Mái lửa Bắc mọi người nhá. Lửa Bắc đuôi rất ngắn và chắc là nó chỉ nhỉnh hơn con chim chòe thai một chút thôi. Đấy, nó chỉ nhỉnh hơn em chim chòe thai một chút thôi, không có nhỉnh nhiều mọi người nhá. Và mồi thì rất là háo. Con này là có một cái điệu bay như là chim lốp ruồi vậy. Uầy, cái điệu bay trên không trung mọi người ạ. Đây này. Đây. Wow, hot luôn này. Trông nó tự tin chưa kìa. Con chim chòe lửa Mái này mình thực sự là mình may mắn mình mới có được nó. Thực chất là một anh em ở trên theo dõi kênh của mình, anh em đã trao đổi mình ạ. Anh em đã trao đổi với mình đấy, bằng việc đó chính là anh ấy đổi em chim sơn ca bằng em chim chòe lửa Mái này. Đừng đừng em, đấy là phân chim mà. Đừng, mày cũng ăn cái gì mày cũng ăn thế. Đấy thì anh đã trao đổi với mình và em này thì nó là quá thuần rồi. Vậy nên là có thể ghép sinh sản được mọi người nhá. Mình sẽ cho em nó vào, bỏ sâu vào trong này. Đấy, cho em nó tự vào. Vậy là ok thôi. Ở trong chuồng này thì là một cái chuồng mà mình nghĩ là cũng có thể ghép chòe lửa sinh sản được mọi người nhá. Đây, một diện tích AV cỡ khoảng tầm hơn 1 mét vuông một chút, cũng có thể ghép được. Trong này bắt đầu là cây cối đang phát triển rất là tốt rồi. Đặc biệt là mấy cây leo, cây vẩy ốc mọi người ạ. Em Mái thì về cái độ sắc nét là mình quá là ưng rồi mọi người ạ. Mình quá là ưng em Mái này rồi. Bây giờ thì chỉ cần kiếm một em trống Bắc không cần thuần lắm, ưng ý là được. Đấy, chút nữa mình sẽ lên chợ nha mọi người nhá. Chút nữa mình sẽ lên chợ mình xem là có con nào nó hợp lý không. Mình sẽ bắt mọi người nhá. Đây, nét đẹp của em chòe lửa Bắc này thì nó miễn bàn rồi. Đấy, còn lũ gà Bắc này mình còn chưa thả ra này. Đấy, chút nữa thì mình cũng sẽ thả ra luôn. Sau đấy mới lên chợ được. Ok anh em. Oh,
19 âm lịch và chợ phiên của Hoàng Hà Thám Dốc Tam Đa thì mở vào những ngày cứ có số 4 và số 9 âm lịch thì là chợ sẽ mở. Và hôm nay là cuối tuần, đúng vào dịp nghỉ lễ luôn, thời tiết thì đang rất là nóng bức. Và mình lên đây chắc chắn rồi sẽ quay cho anh em chủ yếu là những chú chim non mọi người nhé. Và mình lướt qua một vòng chợ thì thấy chủ yếu là những chú chim chòe than. Vậy chứng tỏ là chim chòe than ở nước mình nhiều vùng thì vẫn còn rất nhiều anh em nhé. Bởi vì là theo mình suy nghĩ, chim chòe than thì không có đi để bẫy đấu với cả là thi thố nhiều. Vậy nên là mình nghĩ là chim chòe than ở ngoài tự nhiên vẫn còn rất nhiều. Và mỗi cái lồng như này thì lại có một giá khác nhau. Ví dụ như là những em ở trên lồng tròn này thì là 350.000 anh em nhé. Còn bên dưới này thì là 250.000, ở dưới này thì non hơn một chút. Ở trên thì mình thấy đa số thì gần như là đều là chim trống rồi. Ở dưới này mình thấy bộ khá là nhỏ. Và cũng quay luôn cho mọi người xem là ở chợ hôm nay thì có những cái dòng chim gì nó đặc biệt cũng như là lạ mắt mọi người nhá. Lâu rồi mình cũng chưa lên chợ chơi và đặc biệt là lần này có những chú chim non. Ngoài ra thì mình cũng đang kiếm một em chim chòe lửa nữa. Vậy nên là hôm nay là một công rất là nhiều việc lên chợ để gọi là chia sẻ cũng như là quay cho mọi người xem về không khí của một trong những chợ chim khá là nổi tiếng và lâu đời của Hà Nội đấy. Thì nhìn chung mình thấy chòe than bây giờ nuôi cũng khá là dễ rồi, tầm này là đủ cứng này và cũng đủ để cho anh em có thể là mang về nuôi gột cũng như là không phải chăm quá là nhiều đấy. Ở lồng dưới này mình thấy nhiều, còn các lồng bên cạnh thì tất cả cũng đều là chòe than mọi người nhá, tất cả đều là chòe than ở đây. Thì trong mỗi cái chuồng thì mình thấy là có cỡ khoảng từ 10 đến 15 con. Và ở đây tổng có khoảng tầm 5-6 cái chuồng đấy. Thì cỡ khoảng tầm 5-70 con mọi người ạ, 5-70 con. Mình hỏi qua cả giá chim chòe đất nữa. Chòe đất non như thế này mà sắp hết mổ thì có giá từ 400 đến 500 nghìn mọi người nhé. Đấy, còn những em này thì cứng một chút, có giá từ 500 đến 600 nghìn. Nhìn chung là chòe đất phải bắt từ trong Nam ra, từ trong Gia Lai. Vậy nên là giá này cũng sẽ cao. Còn ở đây thì có bốn em chim chòe than quá là bự luôn này. Bốn em này trông cực kỳ là to và đẹp luôn. Tất cả bốn em đều là trống mọi người nhá. Đấy, trông sắc nét và đẹp cực kỳ. Ngoài ra thì còn có cả những chú chim hút mật truyền nữa. Những em hút mật 5 màu truyền cũng được gửi từ ở trong miền Nam ra. Và những em này thì bây giờ cái màu nó vẫn chưa nổi bật đâu. Màu rất là xấu mọi người nhá. Màu tầm này thì nó vẫn chưa nổi bật. Và bây giờ thì mình cũng sẽ đi quay một số cái cửa hàng chim lân cận để xem là có cái gì nó khác biệt cũng như là hay để quay cho anh em nhá, xem có những cái chú chim gì. Nhìn chung thì chủ yếu đó vẫn chính là những dòng chim phổ biến như là chim khuyên này hoặc là chim chào mào. Hai cái dòng chim mà nuôi phổ biến và được lên dàn rất nhiều, vậy nên là cũng sẽ có nhiều người lựa chọn nhá. Ở đây thì là một cửa hàng của một ông anh khá là quen thuộc rồi, ông anh Nguyên. Đấy thì mình thấy có mấy em chòe lửa này. Hỏi giá ra thì giá là 350.000 mọi người ạ, 350.000. Nhưng mà cám thì vẫn chưa cứng hẳn. Đấy, mình hỏi ra thì cám chưa cứng hẳn. Ba em, hai em này cũng khá là ok đấy chứ, chòe lửa Bắc. Mình cũng đang lựa chọn một em ưng ý để về ghép với cả em chòe lửa mái của nhà mình. Nhưng mà em này thì mình thấy là chưa ổn lắm, tại vì là nó vẫn chưa được thuần mọi người ạ. Chưa thuần, ngoài ra thì nó còn chưa ăn cám cứng nữa, vậy nên là mình cũng không có yên tâm. Ngoài ra thì còn thấy một em là thuộc họ ốc mít này. Em này thì có cái bộ lông nhìn khá là đẹp rồi ạ, như chim khuyên vậy, nhưng mà nó có những cái sọc kẻ ở phần bụng. Còn ở trên các Âu Hộc này thì có rất là nhiều các loại chim lạ, ví dụ một số dòng chim ăn hạt này ấy, hoặc là ở dưới kia có em huýt cô, ô số 9 mọi người nhá. Số 9 là huýt cô, số 10, số 13 là những em chim trích sợi lớn. Chim trích sợi lớn, đây 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 đây, số 15 mọi người nhá. 15 là chích sợi lớn, còn bên cạnh đó chính là những em sẻ đá, đấy, sẻ bạc má. Dòng này thì nó ăn rất là vãi và cả nó gầy rất nhiều mọi người ạ, gầy rất nhiều. Ở đây mình có thấy một em cu xanh được cam với cả là em cu luồng, mấy em cu luồng. Không hiểu của ai đây, mình hỏi giá xem em cu xanh được cam này nhá, mình thích dòng này lâu lắm rồi. Dòng này miền Bắc không có mọi người ạ, chỉ có miền Nam thôi. Trên này có khá nhiều dòng cành cạch kìa. Cành cạch màu mỏ lớn, màu phong cổ. Ồ, cu vằn này khá nhiều. Cu vằn này trong miền Nam nhiều,
rất là nhiều luôn mọi người nhé, nhưng mà miền Bắc lại không có. À, em thấy là cái mỏ trên nó bị hơi cùn 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 một tí, giống nó kiểu như thế. Đây này, nó có ăn gì chưa không? Ăn gì nó bị sống được. Ừ. Sao mà đút được? Con này ví dụ nguồn ở trong kia thì bác có mang ra được không? Con này này. Cái này thì phải để hỏi xem coi như là nó có đấy, nó đang ăn nữa. Đấy. Ăn gấp có hay khó? Hơi khó nhưng mà vẫn ăn được. Nó vẫn ăn. Nhưng mà cái sợ cái mỏ này nó cứ bị teo dần đi, nó mổ nhiều nó bị teo, nó bị cứng và nó teo dần đi. Vừa rồi thì cũng là cuộc trò chuyện của mình với anh chủ đấy, thì là mình hỏi giá ra thì em này nó cỡ khoảng tầm 300.000 mọi người nhá. Đấy, ở trong miền Nam thì rất là nhiều nhưng mà để mà chuyển ra ngoài Bắc thì không có. Và đặc biệt thì em này có cái phần mỏ ở trên nó bị hơi cụt một chút, ở dưới dài hơn, vậy nên là ăn uống hơi khó. Đấy thì mình cũng đang gọi là lựa xem cái giá nào nó hợp lý hơn mọi người ạ. Hợp lý hơn bởi vì là cái em này thì nó ăn uống thì vẫn bình thường nhưng mà cái mỏ trên thì hơi kém. Và đặc biệt là cái dòng này nó có cái bộ lông rất là ok luôn. Đấy thì mình ok mình sẽ để đấy nhá, và chút nữa thì mình sẽ qua sau. Bây giờ thì mình sẽ lại đi tiến về các cái vị trí cửa hàng chim khác để quay cho mọi người. Hôm nay thời tiết thì quá là nóng bức rồi. Hà Nội đợt này đang trong đợt nóng đỉnh điểm, đợt kỳ lễ. Đấy, và người xem, người đi mua thì vẫn rất là nhiều. Ở Việt Nam mình thì được cái là đam mê, rất là đam mê cái bộ môn này. Nhiều người rất là thích, cũng như là nuôi dưỡng những cái chú chim, nuôi chim cảnh. Ngoài việc mà bán chim ra thì những cái phụ kiện cũng như là những cái lồng được đi kèm thì cũng rất là phát triển. Trên này thì đó chính là những chú chim trào mào và những em chim họa mi ở trên giàn. Còn ở bên tay phải đây thì một loạt những cái cửa hàng bán lồng và phụ kiện. Đây mình xem qua một số cái lồng mọi người nhá. Ở đây lồng bé và vừa thì rất là nhiều. Đấy, lồng tre này, nhưng mà đợt này thì mình cũng có đủ rồi. Như cái lồng kiểu lồng trắng trắng này cũng nhốt khá là hay. Cái lồng này thì thường là mình thường sử dụng để nuôi những chú chim non mọi người ạ. Chim non nhìn nó sáng sủa và nó dễ dàng thay thế phân. Đấy, còn đi lên này thì mình xem là có cửa hàng nào nó đặc biệt hơn một chút thì mình sẽ quay mọi người nhá, mình sẽ quay anh em. Nhưng mà vẫn là ưu tiên là chim non. Đấy, chim non bởi vì đang là mùa chim non như thế này thì rất là nhiều anh em thích thú, cũng như là muốn là xem là ở chợ xem là có những cái dòng chim gì nó đặc biệt không ngoài chim chòe than ra. Qua đây thì mình thấy có một số em chim cũng khá là ấn tượng, như là chim thanh tước Việt Nam. Nhưng mà đây là những con chuyền anh em nhá, những em chuyền nó vẫn chưa thay lông. Đấy, đầu tiên mình vào hỏi thì mình ngỡ là chim mái, nhưng mà đây tính là những em chuyền trên lông. Và giá mình hỏi ra là 500.000 mọi người nhá, 500.000. Còn mấy em chuyền lửa trên kia mình khảo giá ra thì cũng cỡ từ 500 đến 700.000 cơ. Khá là cao đối với cả chim chuyền lửa Bắc. Còn ở đây thì đó chính là những em chim chuyền lửa lon này mọi người này, lửa lon. Đấy, ba em và cả chuyền than nữa. Chuyền than thì ở đây thì mình thấy một số ô hộp đã hết rồi. Trên này thì mình thấy có một số em cũng khá lạ, như là em chim này. Nhìn thì nó có vẻ giống chim trào mào ấy mọi người ạ. Thì khá là giống chim trào mào, nhưng mà hỏi ra thì là một cái dòng chim mi gì đấy. Mình cũng không rõ là tên là gì nữa. Không rõ tên là gì nhưng mà nhìn nó chiến lắm anh em ạ. Nhìn cái mặt và nhìn cái bộ nó cực kỳ là chiến. Đấy, ăn quả mọi người nhá, cũng ăn quả. Đấy là một dòng chim lạ. Bên cạnh hai em kia cũng là một hai em mà mình thấy cũng đặc biệt. Nó kiểu dạng như bông lau ấy, nhưng mà cái tai nó lại vằn vằn mọi người ạ. Cái tai nó lại vằn vằn, nó không giống như là những cái dòng chim thông thường. Đấy, con em này thì mình thấy là cực kỳ lạ rồi. Nhìn hay phết đấy. Dưới này thì có một em chòe lửa mái này. Em này thì nhìn khá là cứng rồi. Và nhìn nó to hơn con chim nhà mình rất nhiều mọi người nhá. To hơn em chim lửa nhà mình rất nhiều. Đấy, nhưng mà mình vẫn có vẻ như là ấn tượng cái dòng chim này. Xuống dưới này là một số hộp nuôi chim họa mi đất mỏ dài này, họa mi đất mỏ đỏ, cu gáy. Đấy, đều là những cái dòng mà nuôi thả avi là nhiều. Họa mi đất mỏ dài này thì cũng tương đối là phổ biến đấy. Vẫn là những chú chim chòe than. Đấy, chòe than thì nhìn chung là giá nó chung rồi anh em nhá. Giá nó chung rồi, cỡ khoảng tầm từ 250.000 đến 350.000 là có rất nhiều. Và chòe lửa bổi kia
bổi cắm cứng kia thì mình hỏi ra là cỡ khoảng từ 300 đến 350 nghìn nhé. Đấy, nó bằng giá một con non luôn. Đấy, bằng giá một con non luôn. Chim chòe lửa chòe than khá là nhiều ở trên kìa, các ô hồng. Ở đây thì là một cái cửa hàng của một bà chị tương đối là đa dạng về các loài chim đấy. Những cái cửa khác chim chòe than cũng không kém đâu, như cái chuồng này mình thấy có cỡ khoảng từ 30 đến 40 em chòe than ấy, và đều là tầm bay chuyền rồi đấy. Và trên này thì thấy là có cả chòe đất này, chòe đất với cả chòe nước đuôi đỏ đấy. Hai cái dòng chim này cũng tương đối là nhiều người mua, và mấy em quyên non nữa, hay có cả quyên non, mấy em nuôi mà vẩy vẩy ấy, thì là chòe nước đuôi đỏ mọi người nhé. Còn đất thì nó là màu nó đen hơn. Bình thường thì mình không có hay quan tâm đến với cả một số cái cửa hàng rong đâu, nhưng mà hôm nay khi qua đây thì mình lại đứng lại và xem một em, cái em chòe lửa này. Một em con chè lửa mà đuôi nó không đến mức độ là tệ lắm đấy em này, và mình để ý nó hót cũng khá là tốt mọi người nhá. Mình thấy nó khá hót khá là tốt, và nhìn phân ấy thì là nó đã cứng rồi, phân nó cầm cứng rồi, và cho tay vào là ăn luôn, ăn mồi luôn đấy, ăn dế luôn mọi người nhá. Thì là con này mình đang lựa với ông anh này xem là cái giá nào nó hợp lý. Ông anh thì đang bảo là 550 nghìn đấy, nhưng mà mình thì đang dự đoán là con này nó chỉ cỡ khoảng tầm 400 thôi. Và ông anh cũng có biết mình qua kênh YouTube và TikTok thì hy vọng là sẽ làm một cái giá hợp lý để cho hai anh em đều có thể thống nhất và ok. Rồi bây giờ đi quay cho anh em trước đã nhá, rồi sau đấy mình lại quay lại. Đây mình thấy là có bán cả gà rừng này. Đây là một cái ổ chim sẻ quạt mọi người ạ, chim sẻ quạt non. Đấy, nuôi cái dòng này thì mình thấy là khá là khó đấy, không phải dễ đâu. Đây, bọn này thì nói chung là trước đây mình cũng đã nuôi rồi. Nuôi lớn lên, bay chuyền, tập ăn rồi, nhưng mà đến lúc mà đang chuẩn bị phát triển thì lại không hiểu sao là cứ lăn quay ra. Thế là mình cũng không có nuôi. Nhìn ra thì cũng có một số dòng chim cũng tương đối là lạ đối với anh em. Đây, cũng quay giới thiệu cho mọi người luôn nhá. Em chim này, em chim liếu điếu này mọi người này. Em liếu điếu. Nó là họ khiếu luôn, nhưng mà chắc chắn rồi, hót thì không thể bằng khiếu bạc má được. Dưới này thì mình thấy quả một số em Dada. Đấy, Dada này cũng tương đối là thuần rồi, nhưng mà mình thấy nó bị rút đầu, nó xước hết cả phần đầu mặt mọi người ạ, xước hết phần đầu mặt. Dada này thì để mà nói thuần ấy thì rất là khó. Đấy, chim Dada này với cả gà rừng là hai cái dòng mà mình đã hỏi rất nhiều rồi, thì anh em bảo là thuần rất khó mọi người nhá. Nhưng mà ở đây thì nó ăn cả trên tay này, nó ăn cả dế trên tay luôn. Nhìn chung là chắc là cũng đã quen ở đây rồi, cho nên là mình thấy là cũng khá là ok. Đấy, khá là ok. Và nhìn chung thì chợ thì phổ biến vẫn là những chú chim chòe than non mọi người ạ, và giá thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi. Và bây giờ thì quyết định là bắt em chim chòe lửa này mọi người nhá. Mình sẽ bắt em chim chòe lửa này để về ghép với cả em chim chòe lửa mái ở trong nhà. Đấy, anh em giao dịch đã gọi là ok. Ông anh cũng rất là dễ tính và cũng biết mình rồi. Hai anh em cũng đã thống nhất ra một cái giá nó hợp lý. Ở trong này mình thấy là có khá nhiều các dòng chim tương đối là ok này. Đấy, các loại luôn. U vằn này, chòm mào này, khiếu này. Đấy, rồi là rất là nhiều. Nhìn chung là rất là nhiều loại thảo vi. Ok, bây giờ thì mình sẽ thanh toán nhé. Rồi là chuẩn bị ra về thôi.
to đẹp, mà bọn này anh mua là chắc chắn trống luôn. Chứ còn ngoài kia thì mua nó hơi lụng nhung. Chim di phóng sinh này cũng có nhiều con rất dị anh em nhá. Như con này này, nó đốm 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 một người này, dị không? Ở trong cái đám này có rất là nhiều chim dị luôn. Lạ mọi người ạ. À trên này một em rồng rộc. Em rồng rộc. À một em rồng rộc to nhất đấy. Nó đây này mọi người này, ở dưới đấy. Đó. Bùi bác vồ luôn thì cho nhanh. Em thật. Bọn này cứ vồ luôn. Đấy, vồ luôn bọn này. Bồ lắm em. Vâng. Bọn này nó khác gì bồ câu luôn mà. Sợ lại lục lạc luôn này. Rồi bác. Nhá, bác có gì bác tìm với em nhé. Ok, rồi, có gì xong anh sẽ liên lạc cho em. Số em đấy rồi. Rồi. Có gì thi thoảng em lại nhắc lại bác cho rồi, bác rồi, nhớ. Rồi. Vậy là mình đã chốt một em cu xanh này và một em chè lửa mọi người nhá, một em chè lửa. Đấy, hai em. Để nhà cho hợp lý nhỉ. Để đó về nhà an toàn. Nhìn chung là chợ hôm nay thì là rất đông luôn, rất đông luôn. Đấy, khách thì lượm lượp mà bây giờ đang là khoảng 10 rưỡi trưa rồi, rất là nóng. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều xe. Đấy thì mình lại rua lại một vòng cho anh em xem nhá. Cửa hàng này có một dòng chim khá lạ này mọi người này. Có một em thiếu bụi mọi người ạ. Thiếu mỏ dẹt đây. Một bé tí luôn. Ở lồng này đa số đều là chim khiếu mào. Đây ngũ sắc này. Ngũ sắc thì gọi là màu sắc thì quá nổi bật rồi. Đấy. Toàn ngũ sắc, màu sắc rất đẹp mọi người nhé. Dưới này là thiếu lùn cánh xanh và thiếu màu cổ hung.
Ok, mình cũng vừa đi trên chợ chim về và hôm nay mọi người này, thời tiết Hà Nội quá là nắng luôn. Và mình đã tậu được hai em chim ưng ý, một bên là em chim xòe lửa, thứ hai là một em chim cu gáy, cu xanh ngực cam mọi người nhá. Dòng này thì miền Bắc không có và chỉ có ở trong miền Nam thôi. Và mình quá thích dòng này, nhìn quá nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ phải có thời gian gọi là cơ hội sở hữu rồi ạ. Đấy thì mình muốn bảo tồn em nó, có đâu xòe lửa thì mình sẽ về để ghép với cả em chim xòe lửa mái của nhà mình mọi người nhá. Em này thì ở đấy cũng đã hot và cũng như là ăn cám cứng rồi. Vậy nên là mình cũng rất yên tâm. May mắn là mua được của một anh mà cũng có theo dõi ở trên kênh TikTok của mình, YouTube của mình. Vậy nên là cũng có rẻ hơn một chút mọi người nhá. Anh ấy luôn theo dõi mình ở trên đấy. Vậy nên là hôm nay biết mình qua ấy, thì cũng đã bảo là hôm qua cũng đã theo dõi kênh của mình và thấy là muốn tìm một em xòe lửa. Và may mắn là có duyên mình đã mua được em chim xòe lửa này với cái giá rất hợp lý. Và em chim cu xanh này thì mình mua với giá là 200, xòe lửa là 400 mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ thả em nó ra thôi bởi vì là hôm nay quá nóng rồi. Ok. Đây là hai chiếc lồng tắm để mình cho các em nó ra. Trước tiên là cứ nước đã mọi người nhá, sau đấy là mình sẽ thả vào sau. Đây bây giờ sẽ cấp cứu trước. Đây là em chòe lửa này. Chòe lửa cho vào đây. Đây mình tắt luôn rồi. Đi xem. Em này ở cái phần đuôi thì nó không được đẹp lắm. Tuy nhiên là với tiêu chí của mình là cứ thuần và ăn cám cứng là ok mọi người ạ. Và con này nó còn có tố chất nữa, nó còn hot được nữa. Thì với cái giá 400.000 mình nghĩ là hợp lý rồi. Đấy, quá là hợp lý rồi. Con này có thể là tắm luôn này cho anh em xem luôn nhé. Đấy, còn em cu xanh. Đây chính là em cu xanh. Dòng này thì mình đảm bảo anh em là nếu anh em mình bắt ấy thì là sẽ chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Đây mọi người nhá, đây là bọn em chim cu xanh này, ngực nó màu cam. Và con này thì cái phần mỏ nó hơi bị kém một chút. Phần mỏ này thì nó đang bị gọi là đang ra cái phần mỏ trên mọi người ạ. Đấy, đang ra cái phần mỏ trên, mọi người nhìn cái mắt của nó này. Mắt của nó có rất là nhiều màu luôn, màu cam, màu xanh và màu đen. Đấy, ngực thì cũng rất là rực rỡ. Em này thì nó size kích cỡ thì gỡ bằng con chim cu gáy của nhà mình. Đấy, nó tầm tầm đấy thôi. Và màu lông thì rất đẹp nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt vào đây mọi người. Em này rất là ngoan và thuần. Đây mọi người nhá, nhìn nó có cái nhiều màu sắc trên cơ thể lắm mọi người ạ. Màu hồng này, màu cam này, màu xanh, màu vàng này. Đấy, cái dòng này, dòng cu xanh này ở Việt Nam thì có rất nhiều, tuy nhiên là cũng có nhiều loại luôn đấy. Đây là một cái dòng mà nó chỉ có ở khu vực ở trong miền Nam thôi, chứ còn miền Bắc thì lại không có mọi người nhá. Cực kỳ đẹp. Cho em nó con sâu nhá. Cho em nó con sâu đây. Về đây nó vẫn chưa quen lắm.